Chào tất cả các bạn nha, xin kính chào tất cả các bạn nha. Đầu video xin chúc sức khỏe tất cả các bạn nha. Hôm nay mình cái hẻm số 3 đường Tây Lăng Bình Trị Đông A của mình được phát quà nha các bạn. Được nhà hảo tâm người ta từ thiện, người ta phát thẻ nè các bạn. Đó, người ta phát thẻ cho mình để mình đi lãnh quà nha các bạn. Mình bây giờ người ta kêu mình chuẩn bị ra ngoài lãnh, để mình ra ngoài mình lãnh thử coi được cái gì nha các bạn. Thì hôm đó hôm nay nó bà con cũng đang kéo nhau đi ra lãnh quà nha các bạn. Thì đây bữa nay mình cũng được phát một cái thẻ này nha các bạn. Thì bữa nay mình cũng đi ra để lãnh quà coi sao nha các bạn, cái tình hình cái sao đây. Thì cũng mừng nha các bạn, bây giờ dịch ra các bạn ơi, khó khăn quá. Nên không có làm clip cho các bạn xem được. Thì bây giờ có nhà hảo tâm người ta từ thiện, người ta phát quà nè. Giờ mình cũng đi ra lãnh quà nha các bạn. Thì các bạn ơi, ở nhà mình ra đầu hẻm cũng phải vài trăm thước nha. Đó, giờ mình chạy xe ra đầu hẻm à. Đây, 8 đi lãnh quà chưa? Thì là bà Tám bà lãnh rồi à, nghe bà giờ về ngồi đây nè. Ở đây là đi lãnh chưa? Đó, bây giờ mình đi ra lãnh nha các bạn. Đó, đây nè, phần quà lãnh về nè. Bây giờ hẻm số 3 của mình đang đi lãnh quà về nè các bạn ơi. Đang ôm đó nghe các bạn, ôm về đó. À, quẹo cua, quẹo cua, quẹo cua. Đây, mấy bà chị đi lãnh hai quà về đây. Bây giờ tới mình ra mình lãnh nha các bạn ơi. Lâu lắm rồi, nhà hảo tâm người ta cũng thấy cái hẻm mình bị cách ly đó các bạn. Chạy xe nó hơi ồn nha các bạn, mong các bạn thông cảm nha. Đó, giờ mình chạy ra mình lãnh quà. Cả nó lãnh quà chưa không? Lãnh quà chưa? Lãnh quà chưa? Để về phát cho. Lãnh quà chưa? Lãnh quà nha. À, đây các bạn ơi, bây giờ mình đi ra lãnh quà, nhưng mà không biết quà ở đâu lãnh nữa. Để mình hỏi thử rồi. Lãnh xong rồi ra nè các bạn. Bây giờ tới mình lãnh ha, vô đây mình lãnh ha. Đây người ta phát quà ngay cái điểm này nè các bạn ơi. Nhà hảo tâm người ta phát quà ngay đây nha. Đó. Đây. Đây mình ra mình lãnh quà nha các bạn, xịt phẩn luôn. Đó. Đây nhà hảo tâm người ta phát quà cho những vùng bị cách ly phong tỏa. À, đây cũng cảm ơn nhà hảo tâm luôn nha, đã giúp đỡ cho bà con mình luôn, cảm ơn rất nhiều. Đó. Đây là chị Phượng hay gì nè. Bà Năm đâu? Để, đứng là quay chút xíu rồi. À, nè nó chơi chứ chả thể ai đây. Chị Năm mà cái quán bình thường uống bây giờ bả ra bả ngồi đây đây bả đứng này. Đây là anh Đức, vợ chồng anh Đức. Đó. Đó, cái này là gạo gạo nghĩa gạo tình nè các bạn. Lãnh được một phần gạo với hột gà, dầu ăn. Đó. Thì mình cũng thay mặt cả xóm, cả khu phố để cảm ơn vợ chồng, cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho khu phố mình. Cảm
Cảm ơn anh Tú hả? Đó. À. Đó, cảm ơn Ngậu nghĩa tình của anh Tú nha. Đó, tại chợ cho hẻm số 3 này một phần quà nho nhỏ cũng ấm lòng của bà con ở trong hẻm số 3 này. Chị. Đây, có người qua lãnh quà nữa đây. Đi giữ khoảng cách 2 mét nha. Xịt phẩn đàng hoàng. À, một bịch gạo, rồi một hộp trứng, một chai dầu ăn. Nhiêu đây cũng chống được vài ngày nha các bạn. Nhiêu đây chống dịch cũng vài ngày. Thì nói chung thì cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân. Xin duyên mà nói tục không à. À, lâu lắm rồi mình mới thấy cái hẻm số 3 mình được nhà hảo tâm người ta giúp đỡ nha các bạn ơi. Còn ai báo ra lấy hết luôn ơi vậy ơi. Nói cái hẻm này cũng hẻm cùng nha các bạn, nên vừa bị cách ly xong rồi bây giờ bị giãn cách xã hội nữa, nên cũng bà con cũng khó khăn nhiều lắm. Đấy, bây giờ giãn cách rồi. Đúng rồi đó, lại nhận đi. Rõ lắm bà. Sinh viên mà, chú thời quá. Tối. Này. Này. Giờ tới nhận quà này các bạn ơi. Trong hẻm số 3 thôi. Rồi phát luôn đi chị ơi. Xa xa đây giữ khoảng cách. Uống ở đâu? Không có được. Uống thì chữ chết. Dịch xong rồi uống một phê. Rảnh quá bắt. Đóng phạt cho. Rõ lắm.
Đây đằng mình nhỏ lắm. Tại vì chối nắng giờ. Đến giờ kêu liền. Em tưởng đâu là nãy giờ người ta lấy cái gì chứ. Không, không, không. Đằng mình nhỏ lắm. Đây đằng mình nhỏ lắm. Dạ, dạ, dạ. Có thiếu là có quà. Có thiếu là. Mắc thiếu là không có quà. Dạ, phải chạy. Cảm ơn, cảm ơn anh Đức đúng không? Dạ, với anh Tú. À. Đây là cũng trong hẻm. Người ta lãnh quà, người ta cảm ơn. Đó. Ta có đi được đâu mà đi. Đó, ta lãnh quà xong ta lại cảm ơn anh Đức à. Anh Tú không? Có thể là có quà. Ở đây bà con cũng cảm ơn anh Tú nhiều lắm nha. Mình cũng xin kết thúc video luôn nha các bạn. Nếu các bạn xem video mình chia sẻ ủng hộ nha. Cuối video mình xin cảm ơn anh Tú rất nhiều nha, đã ủng hộ cho hẻm số 3 mình. Thì thôi cảm ơn anh Tú rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo nha các bạn. Bye bye.